Hi, xin chào cả nhà. Như cả nhà mình đã biết thì do tình hình dịch bệnh cũng như là do bây giờ do xu hướng là học online hoặc là làm các công việc ví dụ như là bán hàng trên mạng hay là học tập rồi làm việc trên mạng rất là nhiều, và do tình hình dịch bệnh nên rất nhiều hộ gia đình kinh tế còn khó khăn nên chưa thể trang bị cho mình một cái điện thoại tốt hoặc là một cái máy tính, một cái laptop thật là tốt để phục vụ các công việc làm việc tại nhà. Thì ở đâu đó thì sẽ có rất nhiều hộ gia đình có những cái dòng laptop làm việc ngày xưa hoặc là có những dòng máy để bàn mà không có trang bị được cái camera để mà làm việc tại nhà. Thì đáp ứng được cái nhu cầu đó thì hôm nay bên mình sẽ cung cấp cho cả nhà mình một cái dòng hiện tại cũng rất là phổ biến ở trên thị trường, đó là cái webcam, cái camera. Độ phân giải thì cả nhà mình cũng đã nhìn thấy, đây là độ phân giải là HD 720 thì nó rất là sắc nét và nó đáp ứng được nhu cầu là làm việc tại gia đình nhà chúng ta. Có thể là con em chúng ta có thể học hành, nếu như nhà chúng ta có những cái chiếc laptop đời ngày xưa đó là không trang bị những camera hoặc là những cái máy tính để bàn thì không không trang bị những cái camera, thì chúng ta có thể là mua thêm cái phụ kiện này kèm theo và chúng ta phục vụ được nhu cầu đó là học tập hoặc là làm việc cho con em chúng ta mà không lãng phí cái tiền bạc của chúng ta. Thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà mình đây là một cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu như vậy. Chia sẻ nhanh với cả nhà mình thì đây là cái camera, giá trên thị trường thì có đâu đó khoảng tầm trên dưới 200 ngàn mà thôi, thì chúng ta đã trang bị được cái camera và làm việc tại nhà cho con em chúng ta. Thì hiện tại bên mình cũng cung cấp cái dòng này, nếu như cả nhà mình yêu thương thì có thể đặt hàng. Ngoài ra thì chúng ta có thể lên các trang web ở trên mạng để đặt mua cái này. Thì hiện tại thì bên shop mình đang bán cung cấp cái dòng này là khoảng tầm 195k và hỗ trợ phí ship trong nội thành. Và những khu vực ở xa hơn, ví dụ như là ở các tỉnh Tây Nguyên hoặc là ra ngoài miền Tây hoặc là miền Trung thì chúng ta sẽ phụ phí cho shop khoảng 20k nữa để cho shop giao hàng cho các bạn được tốt hơn. Hiện tại mình cũng free ship toàn quốc, ship code toàn quốc, free ship trong nội thành và ship code toàn quốc, xin lỗi cả nhà mình ha. Chúng ta sẽ sử dụng như thế này rất là đơn giản thôi. Chúng ta mở lên, chúng ta có một cái đằng sau này nè, đó cái chân kẹp, chúng ta có thể để bàn. Chúng ta để bàn như thế này, đúng không ạ? Chúng ta có thể để bàn như thế này, giống như mình đang để bàn như thế này, hoặc là chúng ta kẹp vào trong cái máy tính hoặc là cái laptop của chúng ta, cái máy tính bàn hoặc cái laptop của chúng ta. Ở đây mình sẽ thử test thử để chúng ta xem camera nó hoạt động như thế nào. Đó, chúng ta kẹp như vậy là chúng ta đã thấy rồi, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì nó có một cái jack cổng USB. Đó, chúng ta sẽ cắm cái cổng này vào bên hông của cái máy tính của chúng ta hoặc là cái ổ của chúng ta, ổ máy tính của chúng ta. À, bên này thì cái dây ở bên này mình sẽ cắm ở bên này. Đây là con chuột mình gắn bên đây. Rồi, cái sợi dây này thì chúng ta có cái cổng USB đây, chúng ta cắm ở bên này. Rồi, sau khi chúng ta cắm cái cổng USB rồi thì chúng ta bắt đầu cắm vào cái lỗ mic trên chỗ cái máy tính của chúng ta hoặc là cái bộ máy tính của chúng ta hoặc là cái laptop của chúng ta có cái khe mic ấy, chúng ta cắm vào. Rồi, sau khi chúng ta cắm vào thì nó đã đủ tác vụ rồi để chúng ta làm việc. Giờ đây thì mình sẽ test thử là nó mở thử camera và chúng ta sẽ quay thử xem như thế nào. Mình sẽ vào cái phần mềm là kiểm tra camera. Một số những cái dòng laptop ngày xưa để phục vụ cho công việc tốt hơn thì họ sẽ không trang bị camera đâu, hoặc là những cái dòng máy tính để bàn ngày xưa thì sẽ không trang bị camera, và chúng ta có thể là mua cái phụ kiện này để chúng ta sử dụng cho cái công việc là học tập rồi bán hàng online tại nhà. Đó, đây là nó đã ra được cái này rồi. Đó, chúng ta cả nhà mình nhìn thấy rất là nét đúng không ạ? Trình chiếu camera rất là nét. Do ảnh hưởng dịch bệnh thì shop mình cũng không có hớt tóc mấy tháng qua, chủ yếu là làm việc online từ ở nhà.
Thì hiện tại thì cả nhà mình cũng nhìn thấy là camera độ phân giải cũng là khá là sắc nét. Đó, đó là như vậy. Rồi, nếu như cả nhà mình thấy như cái sản phẩm này nó phù hợp với gia đình nhà chúng ta thì chúng ta có thể chọn mua cái này, thay vì trang bị một cái điện thoại, một cái máy tính bảng thì chúng ta một cái máy tính khác giá cao hơn thì chúng ta sẽ có phải mất cái chi phí cho gia đình nhà chúng ta, thì chúng ta có thể là trang bị một cái camera như thế này để chúng ta sử dụng và làm việc. Rồi, cả nhà mình có nhu cầu thì chúng ta gọi điện vào số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra thì shop mình có thể nhắn tin và gọi điện, có thể liên hệ với shop. Mua cho shop thì cũng ok, và không mua cho shop thì chúng ta có thể liên hệ các shop khác để chọn mua một cái sản phẩm phù hợp với gia đình nhà chúng ta hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.